Các em học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân mến, hôm nay cô sẽ giới thiệu phần nội dung ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ văn lớp 9. Thời gian kiểm tra buổi sáng ngày 26 tháng 4 năm 2021, hình thức kiểm tra tự luận. Thời gian làm bài của các em là 90 phút. Nội dung giới hạn từ tuần thứ nhất đến tuần thứ 14 của học kỳ 2. Về nội dung ôn tập, đó là chúng ta sẽ ôn các bài trong chương trình học kết hợp với nội dung thực tiễn xã hội. Về phần văn bản, các em cần đọc lại và tìm hiểu kỹ các bài học sau. Bàn về đọc sách, chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, tiếng nói văn nghệ, mùa xuân nho nhỏ, viếng lăng Bác, sang thu, nói với con, những ngôi sao xa xôi và đặc biệt là văn bản thực tiễn xã hội. Những câu hỏi thường gặp ở phần văn bản như sau: tác giả, tác phẩm, phương thức biểu đạt, thuộc lòng khổ thơ, bài thơ, nêu ý nghĩa nội dung của bài thơ, đoạn trích, viết trình bày ý kiến của bản thân em về bài học, về ý nghĩa, về nội dung đoạn trích, đoạn thơ. Trong phần văn bản, các em cần lưu ý hai điều như sau. Một, văn bản thực tiễn xã hội rất là phong phú về nội dung và ý nghĩa, nên khi đọc, các em cần đọc cẩn thận, chậm rãi, thấu hiểu nội dung, ý nghĩa, thông tin, tri thức mà người viết muốn truyền đến cho chúng ta. Lưu ý thứ hai, sau khi nhận biết và thông hiểu văn bản trong đề bài, các em cần đọc kỹ các câu hỏi, đặc biệt là những lệnh đề rõ ràng như phương thức biểu đạt chính, viết đoạn từ 4 đến 5 dòng hoặc 4 đến 5 câu, nhận xét bằng vài câu vân vân. Thực hiện theo lệnh đề là các em đã làm tốt bài thi của mình. Trong phần tiếng Việt, các em cần xem lại bài học và làm lại các bài tập của các bài tiếng Việt sau. Khởi ngữ, các thành phần biệt lập, phép liên kết câu, liên kết đoạn, nghĩa tường minh và hàm ý. Những câu hỏi thường gặp ở phần tiếng Việt như xác định, đặt câu, nêu tác dụng của các yếu tố tiếng Việt, điều kiện sử dụng hàm ý, kỹ năng sử dụng một số phép liên kết câu, liên kết đoạn, vân vân. Trong phần tiếng Việt, các em cần lưu ý: một, đọc kỹ và xác định chính xác yêu cầu của câu hỏi, ghi rõ câu trả lời bằng cách nhắc lại cẩn thận yêu cầu của đề. Lưu ý 2, nếu là phép liên kết câu, liên kết đoạn thì các em cần xác định phương tiện liên kết và phép liên kết. Các em tránh ghi câu trả lời một cách vắn tắt, sơ sài, khó hiểu. Trong phần tập làm văn, các em ôn tập các kiểu bài về văn nghị luận. Thứ nhất là nghị luận xã hội. Thứ hai là nghị luận văn học. Chúng ta lưu ý đến nghị luận xã hội. Nghị luận xã hội là đưa ra ý kiến để bàn bạc, là dùng lý lẽ và dẫn chứng, vận dụng chủ yếu là những kiến thức từ việc các em quan sát, đánh giá cuộc sống để bày tỏ suy nghĩ, nhận thức, quan điểm của người viết về một vấn đề phổ biến tiêu biểu trong đời sống xã hội. Các dạng nghị luận xã hội thường gặp đó là nghị luận về một hiện tượng đời sống, ví dụ như hiện tượng bạo lực học đường, hiện tượng lười đọc sách ở giới trẻ. Nghị luận về một tư tưởng đạo lý, ví dụ như hiểu cuộc sống, hiểu cha mẹ, thời gian quý hơn vàng bạc. Cách làm các kiểu bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống như sau. Phần mở bài, các em phải giới thiệu hiện tượng nêu ở đề bài, khái quát nhận xét của bản thân về hiện tượng. Phần thân bài gồm có 5 bước. 1. Nêu dẫn chứng thực trạng. 2. Nguyên nhân của sự việc hiện tượng. 3. Đánh giá tác hại, mặt xấu,
tác dụng mặt tốt của sự việc hiện tượng. 4. Phê phán. 5. Giải pháp và hướng hành động. Kết bài, các em lưu ý khẳng định lại vấn đề và liên hệ bản thân. Cách làm kiểu bài nghị luận về tư tưởng đạo lý. Mở bài, các em cũng giới thiệu ý nghĩa của tư tưởng đạo lý. Dẫn đề, dẫn trọn câu nếu là câu ca dao tục ngữ hoặc danh ngôn. Dẫn nhan đề nếu là một mẫu chuyện. Phần thân bài, các em cũng có 5 bước. 1. Giải thích nghĩa đen nghĩa bóng của một từ hoặc toàn bộ nội dung ý nghĩa của cả câu. 2. Nêu những biểu hiện. 3. Trả lời câu hỏi tại sao bằng lý lẽ và dẫn chứng. Dẫn chứng thì cần phải tiêu biểu từ văn học và thực tế cuộc sống. Sau đó các em phải khẳng định tính đúng đắn của tư tưởng đạo lý. 4. Phê phán. 5. Giải pháp hướng hành động. Phần kết bài các em cũng thực hiện theo 2 bước, khẳng định lại vấn đề và liên hệ bản thân. Về nghị luận văn học, yêu cầu kiến thức các em nắm được những nét khái quát về tác giả tác phẩm, xuất xứ hoàn cảnh sáng tác, ý nghĩa nhan đề, một số nét đặc sắc nội dung nghệ thuật, nên thuộc một số đoạn câu tiêu biểu. Về kỹ năng thì các em cần có kỹ năng tìm hiểu đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận về một đoạn thơ bài thơ và bài văn nghị luận về nhân vật hoặc là vấn đề trong tác phẩm tự sự. Các em biết vận dụng tổng hợp thao tác nghị luận để làm bài. Xác định tốt phạm vi tư liệu phù hợp với yêu cầu để các em phân tích và liên hệ. Tránh diễn xuôi ý thơ, chú ý chọn lọc và bám sát các yếu tố nghệ thuật như là ngôn từ thơ, hình ảnh thơ, các biện pháp tu từ v.v. Tránh xa vào kể chuyện hoặc tóm tắt, kéo dài câu chuyện. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu bài phân tích cảm nhận đoạn thơ bài thơ. Phần mở bài, các em giới thiệu nét tiêu biểu của tác giả, khái quát về hoàn cảnh xuất xứ, vấn đề cần nghị luận nếu có. Các em cần trích thơ rồi các em chuyển ý. Phần thân bài, các em chú ý khái quát chủ đề, nội dung bài thơ, đoạn thơ, chi tiết lần lượt phân tích từng ý thơ 1 và ý thơ 2. Mỗi ý thơ các em cần phải phân tích nghệ thuật để từ đó bật ra nội dung. Bước 3, các em sơ kết, tóm lược nội dung đã phân tích, đánh giá những giá trị nổi bật về nội dung, tư tưởng nghệ thuật của bài thơ, đoạn thơ. Phần kết bài, các em cảm nhận chung về tác phẩm. Kiểu bài phân tích cảm nhận về nhân vật, các em lưu ý, phần mở bài phải giới thiệu nét tiêu biểu của tác giả, khái quát về hoàn cảnh, xuất xứ, vấn đề cần nghị luận nếu có, nhận định nếu có thì các em phải trích nguyên văn rồi các em chuyển ý. Phần thân bài, các em lưu ý như sau, các em nêu khái quát chủ đề của tác phẩm, tóm tắt ngắn gọn, rất ngắn gọn thôi nha các em, 3 đến 4 dòng. Phần chi tiết thì các em cần làm rõ lai lịch xuất thân, ngoại hình, tính cách, thông qua hành động, ngôn ngữ, tâm lý và trong mối quan hệ với những người khác. Xem chiều hướng của số phận của nhân vật như thế nào. Khi phân tích những vấn đề trong tác phẩm tự sự thì các em cần lưu ý dẫn ý 1, ý 2, từ dẫn chứng các em đưa ra ý nghĩa, sơ kết, giá trị nổi bật của nội dung, giá trị nổi bật của nghệ thuật. Kết bài, các em nêu cảm nhận chung về tác phẩm. Kiểu bài thứ ba đó là kiểu bài phân tích cảm nhận gắn liền với yêu cầu liên hệ so sánh. Đây là kiểu bài rất thường gặp ở những năm trước, các em cần lưu ý. Phần mở bài, các em phải giới thiệu nét tiêu biểu về tác giả tác phẩm. Giới thiệu vấn đề nghị luận nhận định. Nếu có thì phải trích nguyên văn cái nhận định đó, rồi các em chuyển ý. Phần thân bài có những bước như sau. 1. Các em khái quát sơ lược xuất xứ hoàn cảnh của tác phẩm chính. Nêu chủ đề của bài thơ, nội dung đoạn thơ, tóm tắt ngắn gọn truyện. Trong phần chi tiết, các em phân tích vấn đề của tác phẩm chính gắn với yêu cầu của đề. Phần sơ kết, các em mở rộng bàn bạc về vấn đề của tác phẩm chính. Cuối cùng, các em phải liên hệ so sánh với tác phẩm khác.
Trong phần so sánh, các em phải chỉ ra sự giống nhau về vấn đề cần liên hệ so sánh. Chỉ ra những nét khác biệt về vấn đề cần liên hệ so sánh của các tác phẩm. Rồi các em lý giải nguyên nhân tại sao lại có sự tương đồng và khác biệt đó. Cuối cùng, các em nêu cảm nhận về tác phẩm. Các em thân mến, vừa rồi cô đã kết thúc bài ôn tập. Chúc các em ôn tập và làm bài thi thật tốt nhé. Hẹn các em trong một video tiếp theo.